Thưa quý vị, hiện nay tại tỉnh Tiền Giang đã hết mùa thu hoạch trái sầu riêng nên loại trái cây này đang khan hàng, sốt giá. Hiện đã hết niên vụ nên rất ít vườn cây sầu riêng có trái, do đó giá trái sầu riêng ở mức cao. Sầu riêng giống Môn Thông giá trên 100.000 đồng 1 kg, Ri 6 70.000 đồng 1 kg. Với mức này, mỗi kg sầu riêng cho lãi từ 30 đến 50.000 đồng tùy loại. Trái sầu riêng khan hàng nên hầu hết các doanh nghiệp cơ sở thu mua trái sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Tiền Giang đều đóng cửa tạm ngưng hoạt động. Một vài cơ sở còn kinh doanh nhỏ lẻ do thu gom trái sầu riêng trái vụ nhưng rất hiếm hoi. Nhiều doanh nghiệp đưa nhân công ra ngoài các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên thu mua sầu riêng để cung cấp theo đơn hàng cho đối tác. Thưa quý vị, ngày hôm nay thị trường gạo trong nước điều chỉnh giảm từ 50 đến 150 đồng một kg với một số loại gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm cũng giảm nhẹ 1 đô la Mỹ một tấn. Hiện giá gạo nguyên liệu IR504 hẻ thu ở mức 10.650 đến 10.750 đồng một kg, giảm 50 đồng một kg. Gạo thành phẩm IR504 ở mức 12.600 đến 12.750 đồng một kg, giảm 100 đến 150 đồng một kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR504 ổn định ở mức 8.900 đến 9.100 đồng một kg. Giá cám khô duy trì ở mức 7.000 đến 7.100 đồng một kg, tăng 100 đồng một kg. Với mặt hàng lúa, giá lúa ổn định với lúa IR50404, giá dao động quanh mốc 6.800 đến 6.900 đồng một kg. Lúa Đại Thơm 8, lúa OM18, lúa OM5451, lúa OM380 giá 7.100 đến 7.300 đồng một kg. Lúa Nhật ở mốc 7.800 đến 8.000 đồng một kg. Lúa Nàng Hoa Chín có giá 7.600 đến 7.700 đồng một kg. Và lúa Nàng Nhen Khô ở mức 20.000 đồng một kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam điều chỉnh giảm nhẹ theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo 100% tấm ổn định ở mức 470 đô la Mỹ một tấn, gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 467 đô la Mỹ một tấn, giảm 1 đô la Mỹ, gạo 25% tấm ở mức 545 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê ngày hôm nay trong khoảng 126.600 đồng đến 127.200 đồng một kg. Trong khi đó, ở thị trường xuất khẩu, giá cà phê hai sàn đồng loạt tăng. Theo đó, Lâm Đồng đang là địa phương thu mua cà phê với mức giá thấp nhất trong vùng được khảo sát với mức 126.600 đồng một kg, cùng ở mức 127.100 đồng đến 127.200 đồng một kg là giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum. Nhìn chung, thị trường cà phê trong nước quay đầu tăng so với cùng thời điểm hôm qua. Trong khi đó, ở thị trường xuất khẩu, giá cà phê hai sàn lại đồng loạt tăng khi giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2024 tăng 99 đô la Mỹ một tấn ở mức 4.576 đô la Mỹ một tấn, giao tháng 11 năm 2024 tăng 86 đô la Mỹ một tấn ở mức 4.397 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 tăng 1,3 cent một bao ở mức 244,85 cent một bao, giao tháng 12 năm 2024 tăng 1,4 cent một bao ở mức 242,65 cent một bao. Thưa quý vị, giá tiêu hôm nay trong khoảng từ 153.000 đến 154.000 đồng một kg. Sau một ngày giảm, giá tiêu khu vực Tây Nguyên lại tăng cao hơn Đông Nam Bộ. Thị trường đang không ổn định với nhiều giao dịch giữa các nhà đầu cơ nhưng ít giao dịch hàng thực và thanh khoản thấp. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 154.000 đồng một kg, tăng 1.000 đồng một kg. Đây là mức giá được ghi nhận cao nhất hiện tại. Trong khi đó, tại các tỉnh Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, giá tiêu hôm nay cùng ở mức 153.000 đồng một kg. Ở thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở ngưỡng 6.000 đô la Mỹ một tấn, loại 550 gram một lít, mức 6.600 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la Mỹ một tấn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý về mặt hàng thịt lợn. Thưa quý vị, ngày hôm nay giá lợn hơi có dấu hiệu chững lại và dao động trong khoảng 62 đến 69.000 đồng một kg. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 304,85.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá là 596,93 triệu đô la Mỹ, tăng 29% về lượng và tăng 25,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 5 năm 2024, nhập khẩu thịt heo tăng 29,9% về lượng và tăng 11% về trị giá so với tháng 5 năm 2023. Giá heo hơi trong nước tăng kéo nhập khẩu thịt lợn tăng trở lại và trong bối cảnh bệnh dịch lợn tả lợn châu Phi hoành hành khiến chăn nuôi tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định không lo thiếu thịt lợn, không lo giá tăng cao trong thời gian tới do cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát.
Theo ghi nhận, giá lợn hơi ở miền Bắc lặng sóng trên diện rộng, dao động trong khoảng 67 tới 69 nghìn đồng một kg. Cụ thể, thương lái tại Nam Định tiếp tục thu mua lợn hơi với giá cao nhất khu vực 69 nghìn đồng một kg. Các địa phương còn lại có giá giao dịch ổn định trong ngày hôm nay. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá lợn cũng đi ngang, thu mua trong khoảng 62 tới 68 nghìn đồng một kg. Mức giao dịch thấp nhất đang được ghi nhận tại Quảng Trị, Bình Định, Khánh Hòa là 62 nghìn đồng một kg. Thanh Hóa và Nghệ An neo ở mức cao 68 nghìn đồng một kg. Còn tại miền Nam, giá thu mua lợn hơi cũng đồng loạt đứng yên trong khoảng 63 nghìn đồng tới 66 nghìn đồng một kg. Bến Tre đang được giao dịch với giá thấp nhất khu vực 63 nghìn đồng một kg. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5 năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 76,12 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt với trị giá 139,96 triệu đô la Mỹ, tăng 32,1% về lượng và tăng 28,6% về trị giá so với tháng 5 năm ngoái. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, tổng đàn lợn cả nước hiện có 26 triệu con. Tính chung từ đầu năm 2024 đến nay, chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn phát triển tương đối ổn định. Tổng đàn lợn ước tăng 2,9%, sản lượng thịt lợn hơi đạt 2,54 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi kỳ mùng 1 tháng 4 năm 2024 của gần 26.300 hộ nuôi lợn trên toàn quốc cho thấy, 3,07% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất, 88,1% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới. Điều này được cho là sẽ giúp bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, thực tế thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ bùng phát ở các địa phương có quy mô chăn nuôi khá nhỏ. Cùng với đà tăng trưởng của chăn nuôi lợn thì không lo thiếu thịt lợn, không lo giá thịt lợn tăng cao. Thưa quý vị, hiện nay nước ta có tổng diện tích trồng hồi khoảng 40.000 ha, tập trung chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, với sản lượng hàng năm là hơn 16.000 tấn. Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 6 đạt 1.548 tấn, kim ngạch đạt 6,7 triệu đô la Mỹ. 7.023 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 34,2 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 5,6%, kim ngạch giảm 25,3%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hoa hồi Việt Nam với 4.410 tấn, chiếm tỷ trọng 63% trong tổng số các nhà nhập khẩu của Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Gia vị Thế giới, sản lượng hoa hồi của Việt Nam đứng thứ 2 toàn cầu. Với hoa hồi, Việt Nam là nhà cung cấp tiềm năng cho thị trường gia vị và hương liệu thế giới, trị giá đạt 21,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 và dự báo sẽ tăng lên 27,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, mặc dù năm nay vải thiều bị mất mùa, nhưng loại trái cây này vẫn đem về cho địa phương khoản doanh thu khoảng 6.600 tỷ đồng. Khoảng 70% sản lượng vải được tiêu thụ trong nước, còn lại được xuất khẩu tới các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Liên minh châu EU, Úc. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải tiêu thụ gần 86.000 tấn, vải sớm hơn khoảng 48.000 tấn, vải chính vụ 38.000 tấn. Vải thiều được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó, thị trường trong nước tiêu thụ trên 60.000 tấn qua các kênh, chợ đầu mối, các chợ dân sinh, siêu thị, các sàn thương mại điện tử, vải tươi, chế biến, sấy khô và hệ thống bán buôn bán lẻ khác. Số còn lại được xuất khẩu sang các thị trường chủ yếu là Trung Quốc hơn 24.500 tấn và một số quốc gia vùng lãnh thổ như EU 53 tấn, Nhật Bản 45 tấn, Úc 42 tấn, Mỹ 20 tấn, Dubai 21 tấn, Canada 16 tấn và các nước khu vực Đông Nam Á 18 tấn. Giá vải thiều ngay từ những ngày đầu vụ đã tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2023, bình quân dao động từ 55.000 đến 85.000 đồng một kg, cao nhất từ trước đến nay.